Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Ok, sau một vài phút giây ngồi gọi là ăn bánh trà thì chúng mình đã có cơ hội được đến với cả khu vực của Gigabyte. Chính xác hơn thì đây là cái Arus là chính nhỉ? Arus là chính. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều các khu vực của Arus riêng. Thì lý do sao mà Arus Gigabyte họ không lựa chọn là tham gia vào Computex ở chỗ đấy? Bởi vì đơn giản là họ cảm thấy cái khu vực đấy nó hơi giới hạn và họ muốn thuê một cái lounge riêng, tức là một cái Arus Circle đây, một cái lounge riêng để giúp cho người dùng hoặc là những bên media có thể dễ dàng tham gia vào, dễ dàng đưa tin về cái sản phẩm của họ. Thì ở đây họ đều trưng bày ra và họ để ra những cái tiêu chí riêng cho từng sản phẩm của họ. Và bây giờ hãy cùng đến với những cái sản phẩm đầu tiên nhé. Thì ở đây anh em có thể thấy nó là friendly design, tức là thiết kế một cách thân thiện. Một cách thân thiện là như nào? Ở đây họ Arus đã để hết tất cả mọi thứ để chúng ta có thể nhìn. Đầu tiên đó chính là LCD Edge View. Cái này là nói về cái màn hình LCD ở trên tất cả các sản phẩm của Arus, chẳng hạn như trên những chiếc quá quen thuộc rồi, những chiếc cạc màn hình Arus Master hay là những chiếc tản nhiệt của Arus, những cái đèn LED đó nó thể hiện được những thông số hay là những cái màu mè để thể hiện được cái cá tính riêng của anh em trên bộ máy tính riêng của anh em. Nhưng tất nhiên, friendly design nó không chỉ là cái đèn LED, không chỉ là cái LCD, mà nó còn là cái cách mà chúng ta lắp máy, cách mà chúng ta tháo máy nữa. Mình cực kỳ thích những cái thiết kế easy latch design này, tức là những cái latch để anh em giúp dễ dàng mở cái bộ máy ra mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Chẳng hạn với chiếc main ở đây, chúng ta sẽ có một đầu, bởi vì cái đầu này là đầu ATX vuông góc mà rút ra rất khó, cho nên là họ có sẵn một cái mở ra như này và chỗ mở cả mình cũng chỉ bằng một nút bấm là xong. Hay bên này đây thì cũng đã bị không còn cái rút gọn trên này nữa, nhưng vẫn còn cái nút bấm rất tuyệt vời ở chỗ này. Và cuối cùng thì với những chiếc main không quá đắt tiền thì tất nhiên rồi, khó lòng mà có thể cho được những cái design sâu lắng, những cái design gọi là 10 điểm như này, đúng không? Nên họ vẫn đã tạo nên một cái latch, tức là anh em biết cái phần PCIe không, thì nó kéo dài ra lên một chút để anh em dễ dàng ấn hơn mà không sợ bị chọc tua vít vào trong main của mình. Cái này là điều rất tuyệt vời. Và một cái thứ nữa mà mình nghĩ rằng rất nhiều anh em hứng thú trong thời điểm đại, đó chính là ARM màn hình. Tức là anh em mua một chiếc máy tính về thì anh em sẽ hay mua ARM, đúng không? Nhưng bây giờ thì Arus đã tạo ngay cho anh em một chiếc màn hình, đây là chiếc màn hình Gigabyte, đã tạo ngay cho một chiếc màn có ARM luôn này, ARM Edition này. Và chúng ta có thể dễ dàng nâng lên, hạ xuống, xoay trái, xoay phải, xoay dọc không? Xoay dọc một chiều anh em ạ, xoay dọc một chiều, cho phép chúng ta xoay dọc một chiều một cách cực kỳ thoải mái. Nếu mà đánh giá về cái trải nghiệm vừa rồi mà mình sờ nắm và mình xoay ấy, thì chiếc ARM này mà mua ngoài ấy, thì rơi khoảng tầm 1 triệu. Và nhưng mà Gigabyte Arus đã đính kèm luôn vào trong này, rất tiện luôn. Và cuối cùng thì là một cái trending năm nay, trending của Computex mùa này, đó chính là Stealth Design. Mình biết rằng Gigabyte đã có cái sản phẩm này được khoảng tầm một thời gian khá lâu rồi. Mình xem về cái sản phẩm này từ một thời gian rất lâu rồi. Nhưng nó là cái dòng Stealth của Gigabyte. Dòng Stealth là một cái dòng mà không, gần như là không dây luôn. Anh em sẽ có thể để ý rằng là dây 8 pin của CPU đã bị hàn ra đằng sau, dây 24 pin của GPU của mainboard cũng bị hàn ra đằng sau. Và chính cái dây GPU không phải độc quyền như của Asus nhé, tức là một cái đầu cắm high power connector ở trên main, mà nó sẽ là đi ra đằng sau, cái dây PCIe sẽ đi ra đằng sau chứ không còn hàn ở đằng trước nữa. Tức là một cái sự thiết kế lại của cái bo mạch, hay chính xác hơn là một dây nối từ khu vực này sang khu vực kia. Đó, và đó sẽ là những cái thứ friendly design. Nhưng tất nhiên, hãy cùng sang bên cái innovation của Gigabyte nhá. Hiện tại thì mình đang ở trong khu vực đó chính là 4K Vision và Team Up Fight On. Nó không hẳn là một cái khu vực gì cả, nó chỉ là một cái góc mà thể hiện được cái lifestyle của Arus thôi, và Gigabyte nói chung và Arus nói riêng. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái bộ máy tính được custom lại và lấy cảm hứng từ những cái vòng tròn như kiểu là Ai Cập cổ xưa gì đấy. Cái chị ở bên Arus thì bảo là lấy nguồn cảm hứng từ chống đồng Đông Sơn các kiểu. Còn bên này thì chúng ta sẽ có những cái ví dụ như là ba lô Arus. Ui, ba lô Arus đẹp đấy, với cả áo của Arus này. Và khu vực này thì có một chiếc laptop Arus Gaming. Và chỗ này thì là PS5, nhưng mà có được sử dụng màn hình 4K của Arus anh em nhé. Mình vừa ngồi và trải nghiệm rồi, thực sự một cảm giác rất là thoải mái, rất là sướng. Thì cái khu vực này nó thể hiện được nếu như anh em là một fan Arus thì căn phòng của anh em sẽ như nào. Đấy, và nó như này, thực sự rất đẹp đúng không? Ví dụ như một setup 3 màn cong, một con màn tính siêu đẹp, siêu xịn, và những cái ba lô và áo khoác nữa, nói chung rất là ngầu. Thì bên cạnh khu vực trải nghiệm hay là một cái góc Arus đi, thì đây sẽ là khu vực Master Your Game, hay chính xác hơn ở trong tiếng Việt người ta gọi là làm chủ mọi cuộc chơi đây anh em ạ. Khu vực này thì sẽ trưng bày tất cả những sản phẩm tối tân nhất của Arus đồng thời với những các dòng khác nhau. Chẳng hạn như là đây là Arus này, nhưng bên kia thì lại là Gigabyte, ở dưới thì lại là những chiếc cạc cao cấp hơn, hay ở dưới là những cái sản phẩm nó vừa tiền vừa phải cho tất cả mọi người. Cái này là một cái thông điệp muốn gửi cho gamer, đó chính là đó, với Arus thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều điều, không chỉ là tầm cao hoặc thấp nữa, để có thể anh em master game của anh em đâu, làm chủ mọi cuộc chơi.
thiên nhiên ở giữa mới là khu cực kỳ quan trọng. This is our new technology of bionic cool design. Bionic cool design. Yeah. But what about look at this? The interface of the fan. Ah, okay. Yeah, I see it's quite different from the other products, right? Yes. This is a bionic from shark skin. Shark skin. Okay. So, but what is the purpose of this redesign? Because you know, shark is very smooth, very fast, fast, smooth in the water. Yeah. So we research about shark skin, and this thing will reduce the noise of the reduce the noise. So this design can make a fan in air move smoothly, like shark in the water. Okay. So the fan will noise will decrease about 3 dB. 3 dB. Okay. Okay. Infinity cooling system. What about this? This is over 70x. 70x. Okay. 70-inch notebook for a top gamer. Top gamer. Yeah. X is for HX. Oh, so the best CPU of the laptop. Best CPU and also the best GPU. Graphic cards. Okay. Yeah. Okay. So total power is about 230 watt. Wow. That is quite high, I can say. Very, very high, but you can see we have a. Oh, whoa, is it 122 millimeter? Wow. So how can we do that? Because of two things. One, CNC, CNC. Okay. So, finger cover, and we also have the point. New design of the cooling. Thì sau một vài phút giây nói chuyện với cả các chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng bây giờ ARUS đã thay đổi cái thiết kế rồi. Chiếc cạc màn hình ARUS đây nó sẽ là WinFort gọi là Shark Fan. Tức là thay vì là những cái quạt thông thường, những cái chấm chấm thông thường cũ ấy, thì họ Gigabyte nhận thấy rằng là cá mập di chuyển trong nước rất nhanh, di chuyển cực kỳ là nhanh và cực kỳ là mượt mà. Thế nên họ đã cố gắng áp dụng từ thiên nhiên. Đây là lấy nguồn cảm hứng từ những cái fin, từ những cái da của cá mập, những cái đường của cá mập để tạo ra những cái này. Và theo như chuyên gia thì họ bảo rằng là, theo như người bên Gigabyte thì họ bảo rằng là có thể giảm lên tới là 3 decibel âm thanh anh em nhá. 3 decibel là không ít đâu, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cả cái độ ồn này, đặc biệt khi mà anh em mở cây. Còn về bên này thì sẽ là một chiếc màn hình, à nhầm, một chiếc laptop với một cái thiết kế mới là WinFort Infinity Cooling System. Chiếc laptop này chứa i9, chứa RTX 4090, i9 loại HX nhá, là loại xịn nhất nhá, nhưng chỉ mỏng có 21.8mm thôi. Cực kỳ là mỏng, vô cùng là mỏng. Và cái cách mà để họ làm được mỏng như này là họ sử dụng cái hệ thống tản nhiệt mới, hệ thống tản nhiệt Infinity. Và anh em thấy đây, bao nhiêu ống đồng? Một ống, đúng một ống thôi, chỉ có một ống đồng thôi. Bởi vì họ đã thiết kế đó chính là sử dụng vapor chamber anh em ạ. Tất cả mọi thứ là một cái uniblock luôn, từ đầu tới cuối. Thay vì là từng ống cho GPU, từng ống cho CPU, xong một ống cho cả chipset các thứ kiểu, thì bây giờ chỉ có đúng một ống chạy hết làm mát. Và sử dụng đó chính là công nghệ vapor chamber để tạo ra một chiếc tản nhiệt mỏng như này. Mỏng đến như này luôn. Chứ bình thường một chiếc máy với i9 và 4090 như này ấy, có thể dày lên tới từ này kiểu này. Đó. Và nó khiến cho nó khá là mạnh mẽ. Cái thứ mà ngầu nhất ở trên chiếc máy này đó chính là bộ sạc của nó. Tất cả những bộ sạc này đều là những bộ sạc 280W hết. Nhưng bộ sạc này thì cực kỳ nhỏ. Đây sẽ là bộ sạc mà dành cho chiếc laptop này. Bộ sạc này cực kỳ nhỏ luôn và nó là 280W. Cái cục sạc này nó sử dụng công nghệ của GaN, khiến cho nó có cái mức kích cỡ nhỏ như này và cân nặng chỉ bằng 3/4 so với cả những cái bộ sạc bình thường. Em này là 800, em này là tầm 650 thôi, tầm đấy. Thì lấy lý do sao mà anh em nên mua một chiếc laptop như này. Nhưng một chiếc laptop gaming như này còn có những cái tính năng khác. Nó tối ưu cho gaming là như nào? Mình cảm thấy rằng những chiếc laptop gaming không nhất thiết cần phải những chiếc CPU mạnh nhất. Ở trong này chỉ có đó chính là tối đa là i7 thôi và sẽ có chiếc cảm hình 4070. Ngoài ra thì sẽ còn có mux switch này, là thì màn hình QHD 240Hz này để chơi mọi tựa game một cách thoải mái. Và một thứ quan trọng vô cùng với những anh em nào đang đi trường ấy là chiếc máy này chỉ mỏng 19.5mm thôi. 19.5mm nhá. Một cái thông tin cuối cùng nữa, đây là một chiếc laptop ARUS Gaming 16 inch đầu tiên. Đấy, đây là cái điểm cuối cùng của chiếc này thôi. Còn đây, nếu mà anh em nào đang là người làm việc, người gọi là content creator như chúng mình này, thì đây là chiếc laptop hoàn hảo. Đây là Aero 16 inch với độ phân giải 4K, màn hình OLED, Delta E dưới 1, đạt chuẩn của Pantone và đạt chuẩn của X-Ray đầy đủ luôn. Và nó sẽ còn có một cái thứ nữa, anh em nó còn tốt cho mắt nữa này.
tức là đạt được những cái chứng nhận liên quan tới việc bảo vệ mắt rồi, nên là anh em làm việc thì không cần phải lo lắng về cái màn hình này. Chiếc màn hình này thì nó sẽ còn có cả độ sáng peak khi mà dùng ở SDR là 400 nits theo như họ đã nói, và ở HDR thì có thể lên là 600, một độ sáng khá là lớn cho một chiếc màn hình OLED. Đồng thời nữa nó sẽ có đó chính là Max Switch. Theo như Gigabyte bảo thì đây là một trong chiếc laptop đầu tiên content creator có Max Switch anh em ạ. Thực sự thì mình cảm thấy rất ấn tượng với cả cái mẫu laptop này, và độ dày của nó thì chỉ có 18mm thôi, với chiếc i7 với cả 4060 này phải thì còn là 17mm, còn với cả i9 13900H và 4070 này thì là i18mm anh em ạ. Một cái con laptop cực kỳ là mỏng luôn. Okay, then you want to show me the friendliness of the master. Okay. Yeah, true. And the first one, you can see the traditional one, you need to squeeze. Right? Okay, okay. But this one, you don't need any tools. No screw. Yeah, no screw, just by your hand. Yeah. Whoa. And that also? Wow. Impressive. Quite impressive, yes. Oh, and this? Oh yeah, I thought that it doesn't have it. Yeah, it does. Okay. And also we have, you can remove your SSD. I really like this. Just click on and that's it all. But, you can try. Oh yeah. Oh, this also have the that kind of like pop in and just go in. Yeah. New what route? Yeah, new yeah. Wi-Fi. New Wi-Fi. Yes. Wi-Fi 7. Yeah, Wi-Fi 7. Oh yes. It's for the next generation. And you can see here. This for cooling or? Oh yeah. Yeah, here and. Like the more durable, yeah, right? More stronger. Yes, and this, can you represent me about the screen? I this is quite new to me. Guys, the biggest LCD here, 5 inch. 5 inch. Yeah, 5 inch, and you can see your VRM temperature, yeah, or your temperature. DDR speed, and you can see many data from BIOS you can show the in the screen, and also we have the friendly. Oh my god, this is so big. Yeah, for Gen 5. For Gen 5, yeah, okay, Gen 5. So big. Oh, one click here and yeah, one click. Yeah, yeah, damn. And also here, one head. Okay. Wow, and this connects it through this. Yeah. So very easy. So okay. If you connect it, it will. So no, zero wire. Yeah. Yes, I can see no that. Wire here. Wow. Vừa rồi thì là professionalism của bên Gigabyte về những chiếc MiBot, thì đây là hai cái sản phẩm tối tân nhất của họ trong thời điểm hiện tại, tức là những cái sản phẩm được nâng cấp thực sự là tuyệt vời. Hãy nói về cái chiếc MiBot này đi, đây là phiên bản cộng một của chiếc này, tức là thay vì là chúng ta phải dùng xoáy ốc này, ui mình mà có em này S-Tech ba cháy luôn đấy. Đây thì thay vì là phải sử dụng mỗi lần thay SSD hay gì anh em phải xoáy ốc đâu, thì chúng ta sẽ có những cái quick latch như là ở SSD luôn, một phát mở ra thế là xong, không cần gì nhiều, và cài lại thì chỉ cần cài phát xong bấm tạch phát là xong đấy. Và nó sẽ tạo nên một cái trải nghiệm lắp máy cực kỳ là dễ dàng, trải nghiệm test máy cực kỳ là dễ dàng luôn, và mình rất rất thích cái thiết kế này. Chiếc MiBot này thì cũng tương tự như vậy, nhưng nó cũng sẽ có này, mở quick latch này ủa đấy, mở quick latch ra mở phát này, và anh em thấy trên này có led đúng không, anh em sẽ nghĩ rằng có đèn như là kiểu mấy con MiBot bình thường, nhưng mà không nhá, mở ra này, chúng ta mở ra đúng không, đây đấy, thì nó sẽ có bốn cái chân ở đây này, và nó sẽ nối trực tiếp với bốn chân này, đây là sẽ một tấm led ở đằng trong này luôn, nó nối bốn chân, nối kết nối không dây wireless, và đảm bảo cho anh em trải nghiệm lắp máy thoải mái và không cần phải nghĩ tới việc dây dợ gì cả, rất tiện lợi. Và đồng thời em này được nâng cấp lên màn hình, là em này sẽ có một chiếc màn hình 5 inch xem trực tiếp ở trong BIOS, và sẽ có những thông tin này, CPU này, VRM này, mức xung điện này, và mức quạt của chiếc CPU này. Nói chung là đây là những thứ mà đảm bảo cho chúng ta có một trải nghiệm tuyệt vời hơn. Đây là một con MiBot premium, nhìn là biết là premium rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được những cái tính năng này ở bên này, đúng không? Và cả hai này đều được nâng cấp lên Wi-Fi 7 rồi, thực sự rất là tuyệt vời. Is this new or this is old? Like this is 4090, right? Or 4080? This is 4080. 4080. Water cooling. I thought the 4090 is the one who needed this. 4080 also? 4090 we have this. This also all in one. Also all in one. Yes. Yeah. Okay. But
4080 we have both. Both, okay. Yeah. Because we think a gamer like a DIY, but 4090 maybe for the computing. Like for the extreme, right? Yeah, for yeah, the, yeah. Like all the, all high. Yeah. Yeah, I can understand why you choose this for the 4080, not 4090. Yeah. So both cool cooling system. Module. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là hai sản phẩm mang tính nước DIY của Arus. Thì chúng ta sẽ có đây là chiếc vừa rồi mình hỏi bên Arus thì tại sao lại không phải là 4090 mà lại là 4080 với cả hai phiên bản này. Thì họ bảo rằng là 4090 thì có phiên bản nước này nhưng không có phiên bản nước này, bởi vì họ cảm thấy rằng 4090 là những người quá extreme và những người mà thực sự DIY lắp nước ấy thì là những người bình thường thôi. Thế nên là họ muốn là sử dụng cái tản nhiệt, tức là cái water block trên chiếc 4080 thay vì là 4090. Nhưng tất nhiên rồi, tất cả những chiếc bo này đều là những chiếc bo cao cấp nhất, tức là đến từ dòng Arus Master. Nhưng cái chip thì nó được pin một chút, tức là như nào? Tức là những cái chip cao cấp hơn một tẹo nó được pin hơn một chút, có thể overclock cao hơn, nó có thể chạy clock cao hơn, vân vân và mây mây. Nhưng tất nhiên rồi, cái này nó cũng là theo như mình hỏi của bên Arus ý, thì những cái công nghệ bơm bùng thế này nó vẫn y hệt như vậy thôi, nhưng đã có những cái cải tiến nhẹ nhàng hơn về design và về thiết kế. Thứ nhất là cái design nó khác này, nhìn trông rất là đẹp phải không? Thứ hai nữa chúng ta sẽ có, tức là họ bảo rằng là cái khoảng cách giữa nước và khoảng cách giữa cái GPU die nó gần hơn để tạo nên cái sự tản nhiệt tốt hơn. Và cái ống họ thì ra từ đằng này thay vì ra từ đằng này như một số hãng khác, rất là đẹp. Và em này thì cả hai em này đều được sử dụng những bo tuyệt vời nhất. Và đó là những gì chúng ta có thể tìm thấy ở một cái booth của Arus. Đều những cái sản phẩm mới nhất, xịn nhất và những gì mà Arus sẽ đem lại cho anh em. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng gặp lại anh em tại video khác nhé.